tại mấy cái đó nó không có thấy cái cua. Đây là con rồng. Gặp tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đó đẹp không? Hi friend. Lên xe buýt 2 tầng đi. Đây là xe buýt 2 tầng. Đây, ta đi ra coi con rồng của phố đi bộ nha. Xe buýt Sài Gòn. Đây hiện tại là ở ngoài đây 10 giờ là phố đi bộ đóng cửa nha mọi người. Mọi người có đi đâu tham quan đường hoa Nguyễn Huệ, đường hoa phố đi bộ là nên đi trước 10 giờ nha. Sau 10 giờ là ta đóng cửa không cho vô tham quan. Gia đình mình đi vui vẻ. Trời đi tới ngủ luôn hả không? Chị Phương à. Sài Gòn về đêm. Ủa mà anh Hai đi chưa chị Hai? Chị Hai ơi, anh Hai đi chưa? Về chưa? Hai kia đứng đó đợi luôn đi. Anh ra tới nè. Đây. Cần tới anh đón không? Đi bộ. Đi theo cũng thấy đập. Thôi nhà thờ Đức Bà kìa. Đang sửa. Giờ mới biết nha. Nè má, nhà thờ Đức Bà tuốt dưới kia kìa. Lâu lâu hay đi ra phố đi bộ cảm giác sao? 8 năm đâu có mới mà hôm bữa đi với hôm bữa dẫn con của chị Diệu đi. À Tết hả? Ờ, đây là khách sạn Đạt Bà Giá. Đạt Bà Giá, theo.
nhỏ, đường này là đường Hai Bà Trưng. Thôi em vô tới công chị, em đi vô khách sạn Bạc Bà Giác. Bạc Giác hả? Thôi em vô tới công chị, em đi vô khách sạn Bạc Bà Giác. Bạc Giác hả? Sài Gòn. Đó, tòa nhà của Thái Công kìa mọi người ơi. Đèn màu màu sáng rực rỡ. Ê, coi chừng ổng ra kìa nè. Ủa nè, anh nè hẹn với Thái Công mà. Màu màu sáng rực rỡ. Ê, coi chừng ổng ra kìa nè. Ủa nè, anh nè hẹn với Thái Công mà. Mở cửa kìa.